Hôm nay mình hướng dẫn anh em chơi một cái app hay hơn app Việt Nam ngày nay, đó là app báo mới và thu thực kiếm 50k trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đầu tiên anh em click vào cái phần link mô tả, anh em tải về. Anh em click cái phần link mô tả, nó sẽ ra một giao diện. Anh em chờ chút, tại máy mình mạng hơi yếu, nó hơi chậm chút, mong anh em thông cảm. Đít vô nó ra như gì, anh em bấm vô nút nhận, nó sẽ chuyển anh em vào chỉ một lần, nó sẽ chuyển anh em về vào về Sydney. Rồi anh em cài đặt, đây mình cài đặt rồi, mình bấm nút mở. Rồi thì nó ra giao diện chính như vậy, anh em đăng nhập vô login Facebook hoặc số điện thoại, cái này chắc dễ ai cũng biết mà. Rồi anh em qua đi bên đọc báo nè, có mấy cái phần nhiệm vụ. Phan mình qua nhiệm vụ anh em, mấy nhiệm vụ này mình chưa có làm được đâu, mình qua bên phần đọc báo nè. Rồi mình chọn một bài báo bất kỳ nè. Hot girl. Mình sẽ thu thực, chỉ anh em thu thực chơi vòng quay heo nè. Cái vòng quay tròn này hết là mình cộng xu của mình nè. Quả tiểu ung tử này quá đẹp, lâu quá lâu mới gặp lại tiểu ung tử. Báo này gắt hay, chạy gắt mượt anh em, kiếm tiền cũng hay nữa. Để coi cộng được bao nhiêu xu. Bấm nút nhận. 1.42. Anh em chơi một ngày nó càng ngày càng lên nha anh em. App này chơi rất là ngon luôn. Anh em coi của khoảng 1 bài báo thì cộng được 1 xu nè. 5 bài báo được cộng 3 xu. Anh em coi đi rồi vô đây bấm nút nhận nè. Khi anh em có đủ kiếm có khoảng vài chục xu, cái anh em qua vô dòng dòng quay heo nè. Dòng quay hay chứ. Không, để cô làm này. Dòng quay hay phải không? Thú thật chơi, anh em mới đồ vô, anh em chọn level 1 nè. Cái này mỗi lần quay thì nó trừ 1 xu hoặc cộng 1 xu. Anh em bấm go. 0.5 là mình lỗ, 0.5 xu. Mình tăng lên level nè. Level 2, bấm vô. Rồi. Đồ, 1.28. Như vậy là mình lờ được một xu sáu, một xu là bấm câu nữa, 0.28 lỗ không, bây giờ mình lỗ được 0.4 xu, bấm vô level 5, bấm câu đủ 0.2 chết mẹ, mình lỗ 4 xu quất cái nữa luôn. Không phải 8 lỗ một xu cái nữa kìa. Quỳ vốn. Anh em quay 5 vòng vô mở hộp quà nè. Nhiều 0.6 xu. Mỗi lần quay 5 vòng. Đây mình review anh em vậy thôi. Mình lỗ mình về lên bờ 1 đi. Go. Quỳ vốn phùng lên level, quầy nữa phùng lên cái nữa coi, trời sao lỗ quầy trời. Lỗ thôi mình thoát ra đi,
áp rất ngon nha anh em. Anh em vô dùng quen heo này chơi nè, mỗi ngày đêm danh nè. Thôi vì anh em nhớ xem và đăng ký ủng hộ mình. Video mình ở đây kết thúc, mình sẽ dùng video sau mình sẽ làm clip cho anh em auto hoặc chat. Anh em nhớ đăng ký nha.